nói là tôi chôn về thì đào lên thì đúng sự thật. Luật pháp thì khi mà bị tình nghi thì bị tình nghi, khi mà công an điều tra có tình nghi thì anh ta đã dùng một số tiền chặn đứng ngay cái nhân viên điều tra mua chuộc luôn, với lại cái tình nghi chúng ta đã đẻ sang người khác và cái vụ án cho đến cái ngày cái năm chết. Luật pháp thế gian tức là sự công bằng của thế gian mà con người thiết lập nên không đủ sức để giải quyết hết, để xử lý hết tất cả mọi điều thiện và ác trên cuộc đời. Nhưng luật nhân quả thì là cái tay tội phạm đó trốn được cái sự công bằng của luật pháp nhưng không trốn được sự công bằng của luật pháp. Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật đau đớn, nỗi như cũng như đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người hạnh phúc của cha của. Thế là ngày trước anh ta cắt những cái đùi một vết thì lúc đó cái ung thư nổi lên nó đau nhưng cũng cắt người cái nhường nách của người kia ra, thế là cái tay ta bị cái nách nó bị tê cũng như thế này, thì gần giống như cái cách mà đau đớn cũng đứa nổi, cái đau nó kéo dài nhiều năm mà nằm ngủ thì không bao giờ bị chết, đương nhiên thì cũng là cái cách mà bị được giết đốt bị đâm thế nào có khi chạy la hoảng không ai cứu. Thế là vợ con nằm bên cạnh như vậy thôi giận phát mồ hôi cái vừa đau vừa bị áp bộ xong vừa rút vì là xong quả báo chưa chưa xong chết xong rồi chết xuống địa ngục bị đọa tiếp nữa. Là chúng ta biết trong cõi vô hình đó có một cái chốn mà Phật gọi là chốn địa ngục, chốn đó để trừng phạt những cái người tội lỗi mà luật pháp trên thế gian là bỏ sót không xử thì xuống nó chịu tiếp, chịu đốt, chịu đâm, chịu chém, chịu đầy đọa như là thê thảm. Mình sẽ ngạc nhiên mà nói ủa tại sao là giết một người mà quả báo đã một đời cuối đời là thê thảm đau đớn rồi mà chết còn xuống địa ngục nữa, vì sao vậy? Vì chúng ta thấy cái một hành động mà làm ra nó không phải là gây cho một cá nhân người đó, không phải là gây cho cá nhân cái ông đó bị cắt xẻo bao nhiêu miếng, bị cắt cổ chết là xong chuyện. Thế đến khi vợ con đi về thì mới phát hiện ra là cha mình đã chết rồi và tài sản mất hết, thì chuyện gì xảy ra đối với vợ con còn lại? Cái nỗi đau khổ không thể tưởng đâu, cái đau khổ trong tim vì người thân mình chết nó không có giá nào mà đền bù được. Ở đây có lẽ chúng ta đã từng mà chịu cái sự đau khổ đối với khi mà người thân trong gia đình mình chết, có chưa? Có rồi phải không? Cái đau khổ nó tột cùng mà nhất là bị oan ức, bị chết mà chết thảm nữa, cái sự đau đớn không thể chịu được. Cho nên là cái nỗi cái đau khổ của người vợ người con là cả không biết bao nhiêu đời, đồng thời là vì tài sản của cải mất hết, con bỏ học, con cái không đi học tiếp phải đi lao động của con và cuộc đời nó xuống dốc đi. Còn người vợ là từ đó là phải vất vả bươn chải để mà giữ duy trì cái sự sống của mình kéo dài trong bao nhiêu năm rồi tàn tạ rồi bệnh hoạn, không thể vơ vơ mồ côi. Thì nếu mà nó giữ được đạo đức thì còn đỡ, đến khi mà không cha không mẹ rồi nghèo khổ thì nó lớn lên nó thành cướp luôn thì thật là nguy hiểm. Tức là cái hậu quả một của việc mà giết một người để lấy của nó sinh ra vô số cái hậu quả xấu cho cuộc đời. Cho nên là cái người tên cướp nó giết một người đến khi mà bị ung thư rồi chết chưa hề cả hết phải xuống. Rồi khi mà trả xong nghiệp địa ngục không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm rồi tái sinh trở lên làm người, đã biết chưa, đã biết cả sao là một người chết cha chết mẹ sớm. Tại vì lúc trước là mình đã gây cho người khác bị chết cha chết mẹ sớm, nên bây giờ lên cả biết là chết cha chết mẹ sớm rồi lại thất học, rồi phải bươn chải vất vả lắm lộn cuộc đời. Nên chúng ta thấy là một cái việc tội luật pháp của thế gian xử đơn giản, nhiều khi lôi tên cướp nó ra tử hình một lần xong, hoặc là giam 20 năm xong,
nhưng mà luật nhân quả tính từng chút một những hậu quả mà người đó đã gây ra đau khổ trong cuộc đời này, và tính toán xử không còn sót gì. Thì cứ vậy, ngược lại, ví dụ như trong đời mình có một lần mình thấy những người này họ đàng hoàng, không phải gian tham, cũng có trình độ mà chưa có công ăn việc làm, rồi mình lại quen biết, nên mình mới đi giới thiệu nói là tôi có đứa này quen, nó hàng xóm nên không quen gì, nhưng mà tôi thấy bé này nó ngoan, nó có trình độ, không có việc làm, nếu nó có việc làm giúp được gia đình là tốt, mà anh thì tôi biết anh cần người, cho nên anh nể tôi, anh dặn tôi được. Thì một lần mà mình nói ân cần như vậy, cái người ta nhận cái chú đó vào làm việc. Thì khi chú đó làm việc như vậy, thì chú đó đâu phải là chỉ lo được một mình, chứ mình lo được gia đình đó. Công việc mà khống khá có khi là nuôi được cả nhà. Thế là em được ăn học, cha mẹ được yên tâm. Cái quan trọng là cái không lo mỗi đêm, cái đó không có giá gì để được. Ví dụ như là cái người trong không có việc làm, ăn nồi cơm ngày nay, không biết ngày mai có gạo thì bỏ một nồi nấu tiếp. Cái mà bất an, nó cứ ám ảnh mà nó cứ đè nặng trong tâm hồn, cái đó nó khủng khiếp. Còn khi người ta có công việc làm rồi, không có lo cái đó. Cái mà không còn phải là ăn bữa nay mà lo ngày mai biết lấy cái gì bỏ cái nồi nấu, nhẹ cái đó đi, cái hạnh phúc, cái ăn vui đó không có đồng tiền nào bền được. Cái đó mới là lớn, cái đó mới là vô giá. Thì cũng vậy, cái quả báo đến chúng ta cũng không đơn giản. Là mình cứ xin được một việc làm cho một người, thì không phải là mai mốt cái mình trúng được cái số 50 triệu là hết, có cái niềm vui, cái sự may mắn nó kéo dài hết cuộc đời của mình luôn, và sau này con cháu mình hưởng phúc, rồi con cháu mình lớn lên tự nhiên đụng đâu cũng dễ thôi, và tuổi già mình được niềm vui, được hạnh phúc khi thấy con cháu mình nó yên ổn thành đạt, và đâu có ngờ rằng chỉ nhờ cái công đức mình xin việc làm cho mình là cái hệ quả nó kéo rất là dài. Nên chúng ta thấy cái công bằng của nhân quả khi xét xử mọi cái nghiệp của một người là tính từng ly từng tí. Chúng ta hiểu được nhân quả công bằng như thế, chúng ta mới biết sợ. Chúng ta mới biết sợ là chúng ta mới kiềm chế mình trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm. Thế còn nếu mà chúng ta không hiểu hết được nhân quả, chúng ta sống hơi hợp, mình muốn làm khổ ai mình làm, mình vui muốn giúp ai mình giúp, nên là nó bất ổn, không có ổn định. Người không ổn định, người ta chơi với mình bữa nay người ta thấy mình tốt, qua bữa sau người ta thấy mình hoang trợ, biết đường đâu mà chơi. Còn cái người mà biết nhân quả, lúc nào mình giữ chừng mực, kiềm chế ổn định, nên mình đã là người tốt rồi, người tốt mà người ta đến với mình, người ta kết bạn, kết tình thân, người ta yên tâm cả một đời. Thì cái yên tâm cả một đời đó cũng là một cái hạnh phúc, cũng là một cái phúc rất lớn. Khi mình làm cho người thân chung quanh mình tin được những cái nhân cách của mình, tin được ngay cái tâm hồn của mình, cái phúc mình rất là lớn. Điều chúng ta muốn nói với nhau nữa là luật nhân quả liên quan qua nhiều kiếp sống. Tại vì sao vậy? Bởi vì có nhiều cái quả báo không đủ điều kiện để xuất hiện trong một cái kiếp nhãn tiền, mà phải kéo dài qua nhiều kiếp. Hôm nay chúng ta nói chuyện, thì chúng ta mưu hại làm cho người khác mồ côi, mà kiếp này mình đâu mồ côi, mà những kiếp này mình không có trả quả báo, thì phải qua kiếp khác mới trả quả báo mồ côi. Hoặc là cái kiếp này mình hay lừa đảo làm người khác thất vọng, nhưng mà bây giờ mình thành công quá, mình chẳng ai lừa đảo mình được, kiếp sau mình mới bị lừa đảo lại. Hoặc là kiếp này mình đã giúp cho không biết bao nhiêu người là được sáng mắt, hoặc là cái người tàn tật thì có xe lăn để làm đi, mà kiếp này mình đâu có què chân què tay gì đâu mà mình ai cho xe lăn, nhưng mà kiếp sau thì bây giờ mình muốn hỏi quý Phật tử trước nha. Ví dụ như kiếp này mình thấy người tàn tật đi không được, nhiều người vậy mình mới đi mua xe lăn tặng, thì cái nhân quả là sao? Có phải là kiếp sau tự nhiên mình sẽ được tàn tật để được người ta cho xe lăn nữa không? Phải không? Ủa đi xe hơi khôn ha, à, cụ rất là khôn, đòi đi xe hơi, cho anh ta xe lăn đòi đi xe hơi, không mà cũng dám có thật không? Dám có thật. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là người ta không di chuyển được, mình giúp người ta di chuyển dễ dàng. Đó, cái tính chất chỗ đó thôi, chứ không phải là mình bị đập què chân để người ta cho xe lăn. Tức là người khó di chuyển
khó đi lại, mình giúp người ta đi lại dễ dàng. Thì qua kiếp sau đó, kiếp này thì mình không có gì, nhưng mà kiếp sau đó là bỗng nhiên là đôi chân mình rất là mạnh, được cái phước đôi chân rất là vững, đi lại dễ dàng, mà dễ có xe. Ví dụ như trong cái thời mà người ta chạy xe riêng, mình có xe riêng. Đến cái thời mà xã hội lên xe hơi, mình có xe hơi. Mà coi chừng tới chừng ta đi máy bay, dám lắm máy bay. Nhưng vì vậy, những cái nhân đơn giản, mình tưởng là tầm thường, nhưng tới chừng quả báo nó trổ ra là muôn ngàn lần nhiều hơn như thế. Và chúng ta thấy nên luật nhân quả là liên quan nhiều kiếp. Do đó trong đạo Phật còn có một khái niệm nữa là luân hồi, là sự tái sinh giữa kiếp này. Thì khi chúng ta chết, kiếp này không phải là chúng ta chấm dứt cái đời sống, sẽ đủ. Do đó còn một định luật quan trọng liên quan đến luật nhân quả nữa là luân hồi tái sinh. Chết kiếp này đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên, cái luân hồi không đơn giản. Không đơn giản là mình vừa chết cái đầu thai kiếp này. Chúng ta chết kiếp này, linh hồn, thần thức chúng ta sẽ tồn tại trong cái cõi siêu hình. Rồi sau đó, đủ nhân đủ duyên, có cha có mẹ rồi, chúng ta mới sinh vào gia đình đó để tái sinh. Còn khi mà chưa có duyên, chưa đủ duyên, chưa đúng cha đúng mẹ, thì mình không có đầu thai. Ví dụ thế này, là đời trước là mình gây một cái nhân gì đó để cho đời sau mình sẽ được những cái phước như thế này. Cái phước đó là cha mẹ mình là được giàu, cha mẹ giàu, mẹ rất đẹp để mình hưởng được cái gen được đẹp, cha rất giỏi và phúc vị, và cái thế của mình là mẹ sinh là con trưởng. Rồi trong người cha người mẹ đó thì lại có cái là dòng họ đông, mà cha mình lại là con trưởng, tức là cái nhân quả mình đã gây không biết sao mà nó quy định như thế, nó quy định như thế rồi thì phải đợi đúng cái nhân quả đó mình mới đụng. Ví dụ bây giờ cái nhân quả nó chưa tới thì mình vẫn tiếp tục ở trong cái cõi siêu hình chờ đợi hưởng phúc trong đó. Ở trong đó mình sẽ có nhà có cửa, có cái sự sung sướng, nhưng mà chờ đợi để tái sinh là chừng nào mà có cái người mẹ đẹp, quyền quý, người cha giỏi, chức vụ là con trưởng, dòng họ thì đông đầy, mới cưới nhau mình là con trưởng thì đúng điều kiện nó mới đầu thai, còn không thì sao? Thì chúng ta thấy là không phải là ở trong đó mình cũng sẽ có nhà có cửa, có cái sự sung sướng, nhưng mà chờ đợi để tái sinh là chừng nào mà có cái người mẹ đẹp, quyền quý, người cha giỏi, cái chức vụ là con trưởng, dòng họ thì đông đầy, mới cưới nhau mình là con trưởng thì đúng điều kiện nó mới đầu thai, còn không thì chúng ta thấy là không phải là để chết đầu thai liền. Thế là mình phải chờ, có khi mình chờ 100 năm, rồi trong suốt 100 năm đó mình là một thần thức có uy đức, có nhà có cửa có đền có phủ ở sung sướng, có khi được người ta thờ cúng. Và đến khi cái nhân duyên nó xảy ra, là nhân duyên lúc đó là có đôi trai tài gặp nhau, thương yêu nhau, rồi làm đám cưới, hai bên là giàu sang hết, người mẹ cực đẹp, người cha cực giỏi, có quyền có chức, vừa mới cưới nhau và bắt đầu có con, lúc đó mình mới đến đúng đúng điều kiện. Nên không phải là luôn luôn là chúng ta đầu thai liền, mà phải chờ đúng cha đúng mẹ đúng hoàn cảnh, hoặc là cái người mà gieo cái tội lỗi gì đó, là đến kiếp sau cái nhân quả quy định là người này, nghĩa là khi mà vừa sinh ra được 3 ngày đó hỏng, là cha thì không biết là ai mà mẹ sẽ vứt trước cổng chùa để cho ông sư mang vào. Cái nhân quả quy định rồi thì phải chờ đúng cái trường hợp đó. Phải chờ đúng cái trường hợp là có một cái người đàn ông họ dụ dỗ một cô gái, họ cô gái đó có mang và nhục nhã với làng xóm với cha mẹ, và gặp cái gia đình của cô gái đó là cha mẹ không dung con mình mà chữa hoa, tức là bao nhiêu điều kiện ép mà. Thế là người mẹ con gái, người cô gái trẻ đó phải mang cái bầu trốn nhà đi đâu mất không biết, và khi sinh con nhờ cái người xung quanh giúp đỡ rồi cũng không thể mang theo con mình được, thương con thì thương mà không thể mang để quay về quê được. Thế là mới sinh 3 ngày đi ngang ngôi chùa, chúng ta thấy là nó đợi đúng quy định thì mới xuất hiện cái đầu thai.
Còn trong suốt cái thời gian mà chúng ta chờ đợi, chúng ta tạm ở trong cõi mới siêu hình. Thì ông bà mình thì gọi là linh hồn, đạo Phật thì gọi là thần thức. Thì trong cái thời gian đó, linh hồn thần thức đó, khi mình chưa đầu thai, sẽ theo nghiệp mà có một cái chỗ ở, chỗ thọ, chỗ ăn trú. Cái linh hồn mà tội lỗi nặng quá thì chịu hình phạt. Còn ít hơn thì là một loài ma đói lang thang, là cái người này khi chết rồi không ai cúng cho anh, không có chỗ ở đàng hoàng, để ở đồng ở bụi cây. Đôi khi mà ông nào ông nhậu đi ngang tới đó ông cũng ói chứ không có cái thằng đàng hoàng có ai cúng cho anh. Lâu lâu mà chùa cúng vào những cái lễ vu lan thì mới lại giành giật với các con ma đói các bạn. Chỉ còn quanh năm suốt tháng cảm giác đói cứ đầy, mặc dù là không có dạ dày, chỉ là cái linh hồn phất phơ phất phượng mờ mờ ảo ảo mà vẫn bị cảm giác đói. Đó là loài ma đói, là tội ít hơn cơ địa ngục nhưng vẫn là tội. Nhưng mà thường thường cái loài đó mình đi đầu thai trở lên thì ít chịu tập người từ đầu thai xuất sinh. Thì còn nếu cái linh hồn có phước hơn thì sẽ được cái nơi ăn trú ở đàng hoàng, ví dụ như là được con cháu thờ trong nhà đàng hoàng tới buổi con cháu, hoặc là được mang vào chùa thờ vào trong cái nhà thờ linh cốt, thì ở đó mỗi ngày chùa cúng cơm cho ăn, cúng kinh cho nghe, cũng là biết tu cũng có phước. Không như là trong khi chờ đầu thai mình về chùa mình tu, mình giữ chùa mình công quả, ví dụ như là lúc còn sống là mình thường hay đến chùa nghe pháp, mình cũng quét dọn chùa công quả mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hay là mỗi nửa tháng ngày sám hối. Thì do cái duyên phước đó, khi mình chết mà cái chưa gặp được cái người cha mẹ giàu sang, mà cái số mình là phải giàu sang, bởi vì lúc sống mình thường đến chùa mình làm phúc nhiều quá rồi, thì khi mình lúc chết mà cái nhân quả quy định là đợi chừng nào đúng cha đúng mẹ giàu mình mới đầu thai vào, mình chưa tới duyên đó khi mình về chùa mình ở đỡ, thì về chùa đó để bài vị mình nằm trong cái nhà linh của chùa, giống như chúng ta nhìn cái nhà linh như vậy, thì ở trong đó không đói, ngày nào quý thầy quý cô cũng cũng cơm cho ăn, rồi nghe kinh tụng, rồi giữ chùa. Thế là mặc dù không ai thấy nhưng mà cái linh hồn của mình vẫn vang lên trong chùa mà đi thế này, là không cho trộm vào bảo vệ chùa. Khuyến khích cái người mà đi lang thang ngoài đường mình tác động vào tâm người ta để người ta hiền lành, người ta không phá chùa. Tức là cái người chết nó tác động, người sống là tác động vào tâm. Ví dụ như mình còn sống á, mấy đứa nhỏ nó giỡn mình lại, mình nói con đừng giỡn con, đi về chùa đi tỉnh bằng lời nói. Còn cái người âm á, họ không nói bằng lời cho trẻ nghe, họ nói thử vào tâm. Đứa bé nó lại chùa nó cứ quậy, cũng như trong tâm nó xuất hiện cái ý nghĩ chùa là nơi thanh tịnh, đừng leo xuống lại, nó không kèo qua tường đó. Nó tưởng là ý nghĩ của nó, không ngờ là ý nghĩ của những cái vong thờ trong chùa, những cái vong nó chịu và tiếp tục làm như vậy cho đến khi đợi đủ cha đủ mẹ giàu sang, đúng nhân quả của mình rồi, thì mình mới rời chùa mình ra đi về cái nhà nó đồng vào làm con gia đình đó, làm con trong gia đình giàu sang, lớn lên chút xíu là chạy tới chùa làm gì, tiếp tục làm phước tiếp, tu hành tiếp và gieo cái nhân quả tốt lành tiếp đó. Cho nên có cái giai đoạn trung gian là chúng ta ở trong cái cõi siêu hình như vậy, chứ không phải là chết đầu thai. Còn những người mà có công lao với đất nước á, ví dụ lúc sống mình là một vị sĩ quan, một tướng, một cán bộ lãnh đạo mà hết lòng vì dân vì nước, mà không hối lộ, không tham lam, lúc nào cũng lo cho dân, hễ thấy dân khổ là tự trách mình, đi lại một cái khúc đường nào, lại một cái làng quê nào mà thấy đường nó khó đi là tự trách mình, tự kiểm điểm bản thân mình về cái cách vận động để giúp cho cái làng. Và thực sự là không có cái nghiệp nào mà thúc đẩy chúng ta đi vào luân hồi tái sinh, và không nghiệp nào đủ sức thúc đẩy chúng ta tái sinh. Chúng ta có cái sức mạnh của cái sự tu hành của mình như thế nào đó để mình không bị tái sinh. Ở trong đó mình là một vị thánh siêu việt, mình phù hộ cho chúng sinh để chúng sinh tu hành tiếp. Thì cái chỗ mà không có luân hồi tái sinh nữa, chỗ mà giải thoát an vui tuyệt đối đó, là Phật gọi là niết bàn. Tại sao đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, chứa sinh ra eo uột, có đứa sinh vào trong gia đình giàu, có đứa sinh vào trong gia đình nghèo, tại sao cái sự bất công như vậy? Nếu không có luân hồi nhân quả, không bao giờ có câu trả lời, không bao giờ có câu trả lời hỏi đáp.
thì có người nói rằng là do ông trời, tức là nói ai giàu nghèo do ông trời quy định, không có ông trời nào bất công gì cùng, phải không? Nếu là ông trời có quyền uy thương người thì ông phải công bằng, nếu là ông thương phải thương hết đồng đều, không thể bắt đứa trẻ này sinh trong gia đình nghèo, đứa trẻ kia sinh trong gia đình giàu. À, rồi có người nói không, sinh trong gia đình nghèo để cho nó được rèn luyện. Nó tại sao rèn luyện đứa trẻ này, không rèn luyện đứa trẻ kia, nuông chiều đứa trẻ kia, phải không? Cho nên không hề có cái câu trả lời, cái nguyên nhân là có ông trời nào đó là bắt đứa trẻ phải sinh cái này, đứa trẻ sinh cái kia, mà chỉ có luật nhân quả công bằng. Chính luật nhân quả đã đưa đứa bé đó sinh vào gia đình này, chính luật nhân quả đã đưa đứa bé sinh vào gia đình kia, và chỉ có luật nhân quả công bằng. Cho nên chúng ta không quy trách nhiệm cho một thần linh nào cả trong mọi cái số phận của mình, mà chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho chính mỗi con người. Khi đứa bé nó lỡ sinh trong gia đình nghèo, chúng ta biết đứa bé hơi thiếu, hoặc là đoạn đầu hơi thiếu phúc, và chúng ta thương nó bằng cách là dạy nó biết làm phúc.